Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với blog tin TT. Hy vọng rằng với những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh sẽ là những trải nghiệm thú vị và những thông tin hữu ích dành cho quý vị. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với một bản tin trong ngày. Xe tải xe khách bị cấm đi trên quốc lộ 1 qua Cai Lậy. Thay vì đi trên quốc lộ 1, xe tải nặng và xe khách sẽ phải đi trên tuyến tránh qua thị xã Cai Lậy. Ngày 22 tháng 10, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ cho biết, đoạn quốc lộ 1 qua trung tâm thị xã Cai Lậy có nhiều phương tiện tham gia giao thông đã khiến cho tuyến đường này thường xuyên ùn tắc, đặc biệt là những dịp lễ Tết, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông. Tổng cục Đường bộ cùng với địa phương, nhà đầu tư dự án BOT khảo sát hiện trường và thống nhất tổ chức giao thông trên quốc lộ 1 theo hướng cấm xe tải từ 30, xe khách từ 29 chỗ đi 2 chiều trên quốc lộ 1 qua trung tâm thị xã. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang được yêu cầu lắp đặt biển báo phân luồng tổ chức giao thông theo nội dung nêu trên. Sở Giao thông Vận tải Tiền Giang sẽ cấp phép cho xe tải, xe khách phục vụ nhu cầu dân sinh trong phạm vi khu vực quốc lộ 1, thị xã Cai Lậy khi cần thiết. Hiện nay thì BOT Cai Lậy vẫn tạm ngừng thu phí do nhiều tài xế phản đối vị trí đặt trạm trên quốc lộ 1 để thu phí cho tuyến tránh thị xã. Giữa tháng 10, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Tiền Giang cho biết, Chính phủ đã thống nhất chọn phương án xử lý vướng mắc ở BOT Cai Lậy theo hướng xây dựng thêm trạm thu phí trên tuyến tránh, thu phí song song với trạm cũ. Trạm nào hoàn vốn trước thì sẽ cho tháo dỡ. Tiền Giang đang chờ các bên liên quan thống nhất vị trí đặt trạm, sau đó sẽ giải phóng mặt bằng, bàn giao nhà đầu tư thi công. Dự kiến trạm BOT tuyến tránh hoàn thành và đưa vào thu phí sau Tết Nguyên đán 2020. Dự án xây dựng quốc lộ 1 qua thị xã Cai Lậy dài 38,5 km, tổng mức đầu tư ban đầu hơn 1.398 tỷ đồng, bao gồm tăng cường mặt quốc lộ 1 dài 26,4 km và xây dựng tuyến tránh dài 12 km. Trạm thu phí đặt trên quốc lộ 1 để thu phí cho cả hai tuyến đường. Từ khi trạm đi vào hoạt động ngày 1 tháng 8, 2017, nhiều tài xế đã sử dụng tiền lẻ mua vé tụ tập đông người gây ùn tắc mất an ninh trật tự. Quý vị và các bạn thân mến, ở trong rất nhiều những lĩnh vực tư nhân hóa thì lời ăn lỗ chịu, đó là chuyện của đầu tư. Thế nhưng trong việc đầu tư BOT, không phải là người tư nhân nào cũng có thể chen chân vào được, và những người có gốc có rễ thì mới vào được. Bởi vì đây là một lĩnh vực chỉ có thể nói là lợi nhuận trong ngành này chỉ có từ lời nhiều tới lời siêu nhiều, chứ không bao giờ có chuyện lỗ. Không được phương án này thì sẽ nghĩ ra phương án khác. Chỉ gì mà cánh tài xế có thể thắng nổi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng thông tin vừa rồi hữu ích dành cho quý vị. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi có video mới. Chúng ta có thể nhắn tiếp vào đây để xem thêm một số thông tin khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.